Còn nhìn đây cơ mà, ngồi thì nhìn đây hai cái tay nữa. Ôi kìa, nhìn đây rồi nhìn ra kia. Ngồi nhau. Đi được 3-4 phút xem. Ngồi, nó không thèm tựa lưng vào ghế nữa. Đang quay đấy. Keep going. Nhìn đây cơ mà, cái gì đang đấy? Rồi. Tay có vẻ rút. Tay đưa lên, không thấy đuôi mừng. Nhìn đây thỏ. Đây đây đây. Ăn sữa chua. Rồi, mày ngó thoải mái. Tay đưa lên cao xem nào. Tay đưa lên cao. Đuôi mừng vậy như mọi lần xem nào. Được rồi. Tay vẫn chưa đưa cao lên. Hai cái tay lên cao không? Giờ vào là việc quay cho ta không thằng nghe cái ghế này ngồi rất phù hợp. Đây, quay đây, quay đây. Rồi. Rồi. Tay có vẻ là run. Không phải thở như thế, đánh nhịp. Rồi, vẫn đang quay đấy. Cho nó uống cà phê. Nghiện ngập là vừa. Và nhìn đây rất giỏi, lần này cũng hơn 3 phút được nhỉ. Giờ sẽ tập cho nó dùng tay được nữa. Sáng giờ tắm chưa? Đó, cẩn thận. Em muốn ngồi xuống. Thẳng cái lưng lên. Chân duỗi chân co hay chưa?
hơn 3 phút đấy. Trên đường lần nữa 4 phút thôi. Chưa được chân cảm. Nhìn vào đây nữa chứ. Họ đưa cái tay cao lên là nó sẽ thăng bằng, nó ngồi lâu. Đây mà thằng thẳng lưng lên, đeo một cái sợi dây chuyền này. Chuyền một cỏ giỏi thế, cái này giỏi, vàng không làm được. Nâng tay lên, nâng lên nhưng mà cao lên, đúng rồi, đúng rồi, cao lên. Cố gắng đấy, hôm nay rất cố gắng khi được 5 phút được nhỉ. Thế là càng ngày càng tiến bộ. Thỏ nhìn đây không ạ? Thỏ cố gắng lên, tốt lắm. Nâng cái tay lên một tí, cao hẳn lên đi, để cho nó thành giống người. Đấy, đúng không? Cao lên.
cầm đũa được chưa nhỉ? Còn nhìn ra ngoài kia, cuộc sống ngoài kia nó phức tạp lắm. Một chiếc ô tô đó mà. Đúng rồi. Báo gì nhỉ? Mình muốn xem. Đây. Kệ bà nó. Ngồi tiếp đi. Thỏ ơi, nhìn đây. Thỏ ơi, thỏ. Ủa, hôm nay nó phải được 4-5 phút. Lâu quét nóng của máy. Tổng cộng là bao nhiêu? Anh nghĩ là hơn 3 phút bây giờ. Hơn 3 phút sẽ xuất hiện gần 3 phút. Tay nó vẫn được chuẩn bị, nó vào đây là tao sẽ mất tập trung. Nóng quá bác nhỉ? Và hôm nay 28, 29, 40 độ. Ơi, kệ nó. Nhìn ngoài kia. Xem mình chưa đi. Sang phủ cái này hết xuống cả đi. Ai ngủ đây? Hả? Nó ngồi lui nhá. Ngồi lui chứ. Đưa cốc ra. Đưa cốc này ra. Ôi, xong. Tay lên cao lên, đuôi vẫy lên, thấy thỏ lên cao, lên cao lên tay. Thôi nhìn đây. Thank you.
tay tay vẫn như cứ ứ rồi rồi đây rồi ừ. Dài tiếng nói Việt Nam tiếng tiếng ra đây nóng quá tiếng tiếng ra đây này nó ngồi vừa cái ghế này ghế này bé ngồi xuống nằm xuống ngồi cho nó đàng hoàng tử tế đấy đưa tay ra chỉ đạo
nó ngồi cả tiếng được. Nó bảo ngồi là sẽ ngồi cả tiếng. Đứng cũng được, ngồi cũng được, thở nó giỏi hết. Ra ngồi xuống, chắc ngồi xuống đấy. Để ra ngồi xuống nó con xuống. Thôi, nằm xuống đi. Con nằm xuống. Thôi lại bây giờ không dám là. Vất vả. Ở đây nhá.